Quốc tế phẫn nộ trước vụ không kích Rafa của Israel. Phản ứng về vụ không kích vào khu phố Tel al Sultan ở Rafa, nơi hàng nghìn người Palestine đang ẩn náu, nhiều lãnh đạo thế giới đã phẫn nộ và khẳng định sẽ khiến Israel phải chịu trách nhiệm. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, Israel không kích vào khu phố Tel al Sultan ở Rafa ngay trong đêm, gây ra hỏa hoạn khiến ít nhất là 45 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ cùng trẻ nhỏ vụ tấn công được khẳng định là đã hạ hai chỉ huy cấp cao của hamas và được quân đội israel biện minh là được thực hiện nhằm vào các mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế tuy nhiên ngay sau đó tổng thống pháp emmanuel macron đã bày tỏ phẫn nộ về hành động của israel ông cho rằng cần phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức ở gaza những chiến dịch như thế này sẽ dẫn đến không còn khu vực nào an toàn cho dân thường ở rafah Ai Cập cáo buộc Israel vi phạm trắng trợn các quy định của luật nhân đạo quốc tế. Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi Israel tuân thủ các yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế ECG liên quan tới việc lập tức dừng các hoạt động quân sự ở Rafah. Jordan còn cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ làm mọi điều có thể để buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm. Rafah là thành phố cực nam ở giải Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ. Sau khi sơ tán từ các khu vực khác ở giải đất, Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Rafah đầu tháng này, bất chấp cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.